mà có nhiều đầy sắt với lại nhiều đầy than rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ tối lắm rồi, Happy đi về nha các bạn ơi. Thôi đi thôi. Thôi bây giờ mình về mình đưa cho chị Panda sắt với lại than thôi các bạn ơi. Đi lên thôi. Ôi ơi, đi ghé, đi ghé. Ôi ai da, trời ơi, đau đau, đưa chị Panda coi coi. Rớt hả? Trời ơi, bị cung tên xuyên thấu trong người luôn, tội nghiệp Happy quá vậy. Happy đi may mà bị nó bắn mất đồ á chị Panda ơi. Trời ơi, tội nghiệp Happy thế. Mà mấy con xì ke đúng không? Đúng rồi. Mà nó bắn Happy bằng những cái mũi tên này chứ gì. Đúng. Được rồi, chị Panda có cách trị nữa nè. Bây giờ nó bắn Happy mình phải bắn nó lại đúng không? Đúng. Nhưng mà mình không cần bắn cái cung bình thường Happy à. Chị Panda sẽ chế tạo cho Happy cây cung mạnh, thiệt là mạnh luôn. Ủa, cảm ơn chị Panda nhiều nha. Đúng rồi, chứ để những cái con khốn nạn đó nó bắn Happy hoài, tội nghiệp Happy lắm. Mà đi mai sẽ rất là phiền khi mà gặp nó luôn. Đi Happy ơi, mình sẽ chế tạo thôi. Đi đi, ngồi dậy, đi. Cứ như này nè, chị Panda có sẵn đồ nhiều lắm nè. Đây, tên 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 tên. Đây nè, là những cái sợi chỉ nè, đúng không? Que nè, và con mắt của Ender. Mình sẽ chế tạo theo cách này là sẽ có một cái cung thôi. Bây giờ chị Panda sẽ lấy ra chế tạo nha. Cây này là cây gậy đúng không? Và chỉ thì chúng ta sẽ trải hàng dọc như hồi nãy là nó sẽ ra cây cung bình thường. Nhưng mà chúng ta sẽ để con mắt này vào thì nó sẽ có khác nha. Các bạn hãy nhìn đây. Pew pew. Một cây cung Swiss Ball. Quá dữ. Nhìn đây Happy. Chị Happy, Panda. Happy, Happy lấy đồ ra chế tạo đi Happy. Chị Panda chị đồ đâu chị Panda? Nè, trên cái đường trên Happy. Nè đó, Happy chế tạo đi. Ok. Giống như hồi nãy chị Panda hướng dẫn rồi đó nha. Okay. Bây giờ chị Panda sẽ chế thêm một cây nữa. Dạng cây này thì nó hơi giống cây nỏ nha. Stop. Đây. Đây bây giờ sẽ chế tạo cây nè. Cái cây mà giống cây nỏ thì nó như thế này. Nó sẽ có hai gỗ nha. Và hai chỉ giống như hồi lúc nãy mình để trong kia trong rương đó nha mọi người. Và con mắt nữa thì các bạn sẽ thấy nó có khác liền. Đây là cây nỏ. Happy và... cũng chế tạo cái này chị Panda. Xong chưa Happy? Xong rồi nè. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái này ra đây. Cái này sẽ là cái mũi tên TNT. Nó rất là khủng khiếp nha các bạn. Mũi tên thì mình để vòng vòng đây tại vì nó khủng khiếp cho nên phải hao tới 4 cái mũi tên luôn nha. Đây, mũi tên TNT. Giữ cho Happy. Mũi gì hả? Để Happy chế tạo nữa nha. Giờ chị Panda sẽ bắn thử cái mũi tên này cho Happy xem nè nha. Ừ. 1 2 3 bùm. Nhìn Happy ơi. Khủng khiếp chưa? Ơi chị Panda, Happy cũng đã chế tạo xong rồi nè. Xong rồi hả? Đâu đâu, Happy lấy bắn một phát cho chị Panda xem coi. Ok, bắn cung này ha, cung này chị Panda. Bắn cây cung này đi Happy, chứ đừng cây nỏ. Này này, lại đây giết con gà này đi. Thử coi. 1 2 1 2 3. Happy thử bắn cây nỏ nha. Đó, Happy thử cây nỏ qua hướng này, hướng này, hướng bên đây, hướng bên đây. 1 2 3 6. Mất luôn cái giọng thật rồi. Là khủng khiếp luôn các bạn ơi. Cây cung này he, mấy con sờ khe mà nó xuất hiện ra là nó sẽ chết ngay thế Happy. Ok, giờ Happy đi theo chị Panda lợi xem cái rương này của chị Panda còn dữ dội không Happy. Okay. Cái rương này là nó chứa rất là nhiều mũi tên luôn nè. Happy lợi mở ra xem là sẽ hết hồn liền. Okay. Mở ra coi. 1 2 3. Wow. Giữ chưa Happy? Wow. Đây là những cái mũi tên he nè, mũi tên TNT nè và mũi tên băng nữa nè. Đó, có rất là nhiều mũi tên slam nữa nè. Đó, Happy cứ việc chọn thoải mái. Happy muốn lấy nào thì lấy. Chị Panda cũng sẽ lấy ra thiệt là nhiều luôn. Happy lấy nhiều hơn luôn, đầy người luôn. Rồi, xong, kết thúc. Bây giờ mình có đó rất là nhiều mũi tên luôn. Mình sẽ không lo gì hết. Bây giờ mình sẽ đi test thử những cái mũi tên nha Happy. Đúng. Đi thôi, để cái này lên đây. Giờ mình sẽ bắn cái mũi tên băng trước đi. Coi nó sẽ ra sao. Ê, chị Panda dẹp cây này ra đi. Chị không có thích cái cây nỏ luôn. 1, 2, 3 ra đây Happy ơi. Ok. Ê, sao trong người hình như nó còn cái cây của TNT. Bây giờ mình chị thấy chị giục cái đó ra. À, chị phải giục cái cây này ra. Khi nào mình sử dụng cái mũi tên nào, mình để mũi tên nó trong mình nha. Chứ mà nếu mà để chị hết trong mình thì nó sẽ không có tác dụng. Như Happy. Bây giờ Happy sẽ thử cây cung này nha. Đâu? Cái mũi tên này nha. Rồi Happy thử đi Happy. Dứt, đứng đây được rồi, đứng đây rồi, đừng đi xa quá. 1, mũi tên này vậy? Không biết nữa. 1, 2, 3. Ôi, trái tim hồi máu. Tại ơi. À, tim. Ủa, sao kỳ vậy? Chị Panda tưởng đâu chị Panda đã chết. Cái mũi tên này là mũi tên hồi máu các bạn ơi, thật là bất tường. Wow, wow. Tim thật nhiều, tim và thật nhiều. Nhìn này quá nhiều trái tim luôn. 1, 2, 3. Wow, có quá chừng 10 trái tim mà giống như bong bóng các bạn ơi, đẹp quá à. Wow. Ok, và nếu các bạn thích clip này của chị Panda thì các bạn hãy nhớ nhấn like chị Panda nha. À, mà các bạn ơi, clip này á, chị Panda chơi mấy cái này thì chị Panda sẽ up lên kênh anh Steve Nguyễn nha. Và nếu như các bạn thích cái clip này thì các bạn hãy nhớ là nhấn like cho kênh của anh Steve Nguyễn nè và subscribe cho kênh của anh Steve Nguyễn nha. Giờ thì chị Panda sẽ lấy cái cung này á để mà đi chị Happy. Nhanh nè, 1, 2, 3, tiếp theo. Wow, cái cung đó là cung đuốc phải không chị Panda? Thử bắn Happy.
Happy đi. Wow, nè cây cung này cũng băng nè, chịu ra bắn thử Happy nha. Wow. Giữ nè bập. Ơi, chảo được nữa nữa mất máu nữa. Ê để chị Banana thử con cừu coi nha. Coi con cừu nó có bị mất máu không. Bập. Wow, Banana. Con cừu nó tặc cho Happy. Đi Happy. Chị Banana lại đây đi, cây cung nước này có thể làm cháy mình đó. Cháy mình luôn hả? Nè đâu. Wow. Trời ơi, cháy rồi đi trụng nước, trụng nước sôi. Ý lộn, trụng nước thường. Bây giờ Happy sẽ thử cái con cung này. Ủa lộn cái mũi to này nha. Thử đi Happy, tên gì vậy? Bóng hai bắt. Bóp, ủa tên gì vậy? Ơi, cái tên gì vậy? Tên này là tên thường. Ơ, tên đạp Happy ơi. Ờ. Thấy không? Ôi, thầy. Đâu. Ôi, lại đó, mất máu rồi, nó mất máu. Cái cung này khủng khiếp quá. Ủa, cái tên này khủng khiếp quá. Để chị bên ra. Ê, Happy, bây giờ hôm qua Happy gặp mấy con Sky Thần nó ở đâu? Gặp ở cái hang này. À, cái hang đúng không? Được rồi, bây giờ mình đi xuống dưới mình xử nó nha. À, mình xử bằng cái tên nào đấy các bạn ơi? Các bạn hãy chọn giúp chị Banana đi. Ê. Cái tên TNT hay là tên băng đây? Nhớ, tên này đi chị Banana. Tên nào vậy Happy? Nè, Happy thảy với chị Banana nha. Đâu, Happy thảy đi. Cái tên này tên gì để chị Banana dục cái này ra, lấy cái tên. Ô, cái tên trái bí ngô. Để thử xem. Một, ê khoan, cái này còn cái tên này trong người chị Banana nó khó lắm. Một, hai, ba, bắp. Ê cái tên này bình thường Happy ơi, bắn. Nó dở. Bắn Happy, thử bắn Happy. Một, hai, ba. Ôi, cái này là tên Golem nha. Wow, coi, để chị Banana xem cái tên của Golem nó chế tạo bằng cách nào đây. Đây, bằng hai trái bí ngô nè, sắt nè, và cây que chấm giữa cộng lông gà ở dưới nha mọi người. Chị Banana, cái này mà mình bắn con xì ke chắc xì ke ngu luôn á. Đúng rồi, đâu thử lại lần nữa. Bập. Rồi, nó, đừng quýnh. Nó bị bên ngoài luôn. Mày á. Rồi xong luôn rồi. Ok bây giờ còn rất là nhiều luôn. Mình có thử hết mấy cái này luôn không ta? À cái gì vậy? Ơi, cháu mày nha. Cháu mày nha. Con vô lưng nó đánh chị ta. Được rồi. Chị ta bắn nó. Bắn lên đó. Mày ngu nè. Rồi để chị ta xem cái mũi tên này là chế tạo bằng cách nào nha. À mũi tên này là tên đá đánh lửa nè. Xương với đánh lửa và lông gà. Để coi bắn nó ra cái gì. Wow. Ê. Con này bắn cho mất máu nhiều không hay đi? Nhiều. Chị Banana thử bắn con này. He, để Happy bắn thử con này. Con gì hâm hâm Happy đi đi, chị Banana bắn cho. Khoan, để thử cái mũi tên này coi, tên này chế tạo bằng cách nào đây? Đây là chai thuốc. Ôi, hơi thở của rồng. Chị Banana thử cái mũi tên này coi. Tên này là có hơi thở của rồng nè Happy. Chị Happy đứng đi. Bập. À, cái tên này hồi nãy Happy đã bắn rồi cho nên chị Banana sẽ dẹp nó qua một bên và thử cái mũi tên khác. Ê, chị Banana để Happy thử mũi tên này nha. Thử đi. Đây là mũi tên gì đây? Mũi tên này chế tạo bằng cách nào? Chị Banana xem coi nha. À, mũi tên lava. Được Happy rồi. Thì có mũi tên lông gì nè. Lông gì hả? Happy bắn thử đi. Okay. Bập. Okay. Wow. Ủa, cái mũi tên lava bắn ra đẹp giả mạo không các bạn ơi. Trời ơi, khủng khiếp. Oh my god, thử lại lần nữa rồi. Bập. Wow, thôi nó cháy cái cây kìa, thật là mãnh liệt luôn. Thôi. Wow. Wow. Không hổ danh là cái tên mũi tên lava. Ôi, tên gì Happy? Không biết nữa. Bập đó. Wow. Đây chị ba. Đó. Giữ quá đẹp luôn. Để chị Banana dùng mũi khác coi nha. Dẹp cái này vô. Rồi xong xuôi. Wow, mới đó mà Happy đã dọn sạch cỏ rồi các bạn ơi, dễ thương quá. Bây giờ á mình đi kiếm mấy con xì ke mình xử nó Happy. Ok. Quên nữa mà Happy. Ê chị Banana chọn cái mũi tên lava nha Happy. Ok, Happy chọn mũi không tên. Không đúng chưa? Đây đúng rồi. Happy chọn mũi tên băng hả? Dạ. À đi Happy ơi, mình okay. Sẽ kiếm nó, mình tiêu diệt nó. Đâu mày đâu xì ke? Mày cho mày chết. Quá đẹp. Quá xuất sắc luôn Happy ơi. Ủa Happy là băng quá. Happy á, y như là Happy cứu nó vậy Happy. Tại vì chị Banana. Ủa? Chị Banana là lava đúng không? Happy chọi băng vô làm tấm lava chị vậy. Cái này á mạnh lắm á, bắn một phát là chết á nè. Này nhìn đâu? Nha. Cái tên gì vậy? Chị Banana, cái này là cái mũi tên kim cương á chị Banana. Đâu Happy thảy cho chị Banana một mũi tên coi. Ok. Đâu thảy coi. Cái tên này thiệt là mạnh luôn đó ta ơi. Thôi này, bắn wow, đi. Một cây hoa, cây gậy với lại lông với cái kim gì một với kim cương. Ui thiệt là mạnh nè, Happy giữ đi, hồi Happy bắn nó nha. Đây. Okay. Để chị Banana dùng cái mũi tên lava này đi xử nó, tại vì chị Banana đang thích cái mũi tên này. Ui chết, chị Banana đói bụng rồi, phải lấy thịt ăn. Happy có thịt không? Không. Ở có nè. Đâu, cho chị thịt với. Cho hết luôn á. Đây, mâm giờ mới được. Happy đi chị. Mâm. Rồi, đi Happy ơi. Ok. Ủa Happy đâu rồi? Ơ nó cả thống luôn kìa gì bên đây. Mày lúc nào cũng ở đằng sau nhà tôi hết là mày thật là khốn kiếp cho mày chết. Ê tự nó bắn nhau luôn Happy, nhìn nó cười lắm nè Happy. Ôi em đi thấy nè. Nó tự bắn nhau, nó tự bắn nó luôn mày ngu. Ơi nó bắn chị Banana mà mày bắn là cho mày chết, cho mày chết, mày ngu. Đây đất này, ui xoáy là trái. Ôi ra nữa kìa. Ủa nó nhiều dữ vậy. Mày ơi. Chết cho mày. Ôi khốn kiếp á, chị Banana bắn nó rồi. Chạy.
Trời, cái mũi tên lava này á chưa có làm mạnh nữa các bạn ơi. Để chị Banda lấy cái mũi tên khác mới được. Chạy xuống. Chị Banda thì bị bắn lên cửa sổ á. Ôi, chịu quá vậy. Tội. Được rồi, bây giờ tới lúc là chị Banda phải thử hết các mũi tên này thôi. Chị Banda ơi, nó mặc giáp kìa. À, nó mặc giáp kìa cha nó. Bây giờ đã đến lúc chị Banda sẽ lấy những cái mũi tên này để ra để chơi cho các bạn xem nha. Rồi, hãy biết thả nó ra đi. Okay. Đây, mày, tao cho mày cái mũi tên volume. Volume. 1, 2, 3, bấm. Dữ chưa? Ủa, con Golem này mạnh ghê. Bắn con Golem này vui nè Happy. Chị Banda thấy con Golem này nó mạnh nè, mạnh hơn cái mũi tên kia. Chị Banda ơi, chị Happy, ấy Happy chơi cây Golem luôn nha. Ok luôn, Happy cứ bắn cái con Golem ra đi. Là nó sẽ hả, con Golem nó quýnh phụ mình. Để chị Banda lấy cái tên gì ta quên rồi. Mũi tên, thử mũi tên TNT coi nó có mạnh không nha. Coi nó bắn con này chết. Chị Banda ơi, nhìn nè, nhìn một, hai, ba. Ô, dịch chuyển, cái là mũi tên có mắt N. Mũi tên này á bắn một phát cho nó là nó chết. Còn á mình bắn ở dưới đất thì nó sẽ, ủa cái gì là chị Banda lộn mũi tên này. Chị Banda, tên TNT mà sao không nổ vậy em đấy. Chị Banda, cái này á mình dịch chuyển được mấy con xì ke còn chết vậy nè. Đâu, nó dịch chuyển nó đổi bên rồi đi tí. Đây nè. 1, 2, 3, bấm. 1, 2, 3. Mày với chị Banda lấy mũi tên khác á, chị Banda bị nhầm rồi. Ấy, nó dịch chuyển chung với Happy. Dịch chuyển hả, đâu? 1, 2, 3, bấm. Mỗi lần mũi tên thành thành. Đây, lấy cái mũi tên này đây. Chị Banda, Happy sẽ lấy mũi tên này. Chị Banda giục bớt cái mũi tên này. Đó, Happy thả mấy con skill ra đây thêm mà Happy. Ok, để Happy thả này. Thử nha, 1, 2, 3. Ủa, cái này gì vậy? Wow. Chị Banda, nhìn cái con ba mũi nè. Ba mũi bắn ra cũng yếu Happy ơi. Có cái mũi tên kim cương á Happy. Muốn cái mũi tên kim cương á chị Banda. Để chị Banda đem đồ ra đây nha. Để Happy lấy golem luôn. Cho nó gần ở đây mình lấy cho nó nhanh Happy ơi. Mũi tên kim cương đâu? Đây, để Happy lấy. Để chị Banda gom hết đồ ra nha. Đi này. Rồi xong, sẽ đem hết ra cái rương này để mình lấy cho nó gần nha. Chứ để không hơi đấy, xa dữ dằn. Mũi tên kim cương nè, Happy quăng ra nha. Rồi Happy quăng ra đi, chị Banda sẽ lượm nó. Đâu, đây, mũi tên kim cương đúng không? Mày một phát một là chết nha con. Happy sẽ lấy thử cây cung này để nha. Chị Banda lấy đuốc ra cắm cho nó sáng nha. Ôi cây cung mưa, cung mưa nè. Cung gì Happy? Cung mưa, nhìn này chị Banda. Khoan, để chị Banda phải cắm đuốc lên cho nó sáng chứ. Ok. Rồi xong xuôi. Cung mưa. Đâu mưa đâu. Wow, cái cung nó có nước nè, luôn. Đây, một cái 2, 3 văn nè. Nè, 1, 2, 3, 1. Một phát một là chết nè. Một phát một, ghê chưa. Ghê. Bây giờ thử cái khác đi. Thử với mấy con này là phải thử cái tim nữa. Nữa lại bắn vô mũi cung tim Happy nữa. Happy sẽ thử bắn xì ke. Bây giờ này không cần tim đâu nha. Đâu rồi, cái mũi tên là slam thử coi. Slam ra sao? Nó đứng yên luôn. Nó đứng yên luôn thì cho nó chết nè. Bắn vô vừa cho mũi tên trái tim mà vừa cho slam luôn. 1, 2, 3, chết ngắt. Ok các bạn ơi, nãy giờ chị Banda đã lấy cái bộ mod cung này ra chơi cho các bạn xem rồi. Thì có những cái mũi tên thì nó cũng hay, và những cái mũi tên thì nó cũng thường thường thôi. Nhưng mà chị Banda thích nhất là cái mũi tên nào các bạn biết không? Đó chính là cái mũi tên bắn ra con Golem. Và nếu như các bạn thích clip này thì các bạn hãy nhớ nhấn like nha. Clip này thì chị Banda sẽ để bên kênh của anh Steve nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.